gái lên để cảm ơn quý khách. Vâng, kính thưa các cụ, các ông, các bà, anh chị và các bạn cùng toàn thể các cháu. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, gia đình chúng tôi có tổ chức xây dựng gia đình hạnh phúc cho hai cháu Thanh Nghị và Quỳnh Hương. Được sự yêu thương của hai gia đình cũng như được sự đồng ý của chính quyền địa phương, hai gia đình chúng tôi thống nhất chọn ngày 21 tháng 11 để xây dựng gia đình hạnh phúc cho hai cháu. Ngày vui hôm nay chính là nhờ phần lớn ở sự nhiệt tình của tất cả các quý khách đã bớt chút thời gian vàng ngọc và không quản đường xá xa xôi để về đây cùng chung vui với hai gia đình chúng tôi và chúc mừng hạnh phúc cho hai cháu. Ngày vui hôm nay, gia đình chúng tôi rất lấy làm hân hạnh và hãnh diện. Trong khi tổ chức, nếu có điều gì thiếu sót, cũng kính mong quý khách thông cảm cho. Và cũng nhân dịp này, gia đình chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến gia đình quý khách. Chúc gia đình vui vẻ và mạnh khỏe. Và cũng không quên chúc nhà hàng Thanh Lam đã tạo mọi điều kiện cho gia đình chúng tôi có được ngày vui như ngày hôm nay. Cuối cùng, không biết nói gì hơn, tôi xin chân thành cảm ơn quý khách. Xin cảm ơn. Vâng, xin chân thành cảm ơn lời phát biểu thật chân thành của đại diện quan viên hay họ. Và cũng trong ngày hôm nay, chúng ta cùng cầu chúc cho tình yêu cổ của dâu và chú rể trong năm tình viên mãn, hai bên gia đình bạn đời nghĩa thông gia. Kính thưa quý vị quan khách, nhìn những chiếc ly thủy tinh chất cao lên ngọn núi và những dòng sa băng sa đổ xuống như dòng thác chảy, cũng như dân tộc Việt Nam ta có câu công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Xin mời quý dân và chú rể cùng nhau mừng rượu thay trà, trước là dâng lên cho đấng sinh đạt để tỏ lòng hiếu thảo, sau cùng trao nhau chén rượu giao bôi nhân ngày xe tơ kết tóc. Xin mời quý dân và chú rể cùng nhau khai rượu sa băng. Công cha như núi Thái Sơn, người mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Vâng, công ơn sinh đạt và dưỡng dục của cha mẹ chúng con đời đời ghi nhớ. Sở dĩ chúng con có nhau được ngày hôm nay cũng nhờ ơn cha mẹ tác hợp mối đơn duyên để con có được một người vợ hiền, còn con chắc chắn có được người chồng trong bụng. Vâng, chúng ta đang nhìn thấy hình ảnh thật đẹp, cô dâu và chú rể tay trong tay, vai kề vai, gương mặt của họ ngập tràn niềm hạnh phúc và đã tạo nên dòng hoa sang tay. Và chúng ta cùng cầu chúc cho tình yêu của họ sẽ mãi mãi ngọt ngào và diệu kỳ và tràn đầy lãng mạn những dòng sang tay kia. Cũng như niềm hạnh phúc tràn trề của họ, xin phép tất cả mọi người chúng ta cùng